Đây là Đài Phát thanh Thuận Thành. Đây là Đài Phát thanh Thuận Thành. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh huyện Thuận Thành. Chương trình được phát sóng FM tần số 93,9 MHz. Mở đầu chương trình như thường lệ, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn nội dung phần tin. Vụ mùa này, xã Nguyên Đức gieo cấy 465 hecta lúa các loại, trong đó chủ yếu là các giống lúa như Thiên Yêu 8, Bắc Thơm số 7, TPR225 và một số dòng lúa nếp khác. Để vụ mùa đạt kết quả cao, ngay từ đầu vụ, Ban chỉ đạo sản xuất của xã đã đẩy mạnh việc tuyên truyền cơ cấu giống, lịch thời vụ đến toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã. Đến thời điểm này, toàn xã đã hoàn thành việc gieo cấy gần 50 hecta mạ mùa. Hiện nay, bà con nông dân đang đẩy mạnh việc chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giám sát ngân hàng. Thực hiện quyết liệt và hiệu quả nghị quyết số 42/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Phấn đấu đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng xuống dưới 2%. Điện lực Thuận Thành thông báo các biện pháp đề phòng tai nạn điện và hỏa hoạn khi sử dụng điện. Mùa mưa bão đang đến gần, để phòng tránh tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra, Điện lực Thuận Thành đề nghị nhân dân các địa phương trên địa bàn huyện thực hiện tốt một số biện pháp phòng tránh tai nạn điện như sau. 1. Các hộ sử dụng điện chủ động kiểm tra hệ thống điện của gia đình, kịp thời phát hiện những khiếm khuyết và phối hợp chặt chẽ với Điện lực Thuận Thành ngăn ngừa nguy cơ gây ra sự cố tai nạn điện. 2. Dây dẫn phía sau công tơ về đến nơi sử dụng điện phải dùng dây bọc cách điện hoặc cáp điện được đỡ néo bằng cột xà sứ. 3. Cấm sử dụng điện để bắt cá, bẫy chuột, chống trộm. 4. Cấm tháo dỡ dây chằng néo, dây tiếp đất của cột điện, trạm biến áp. 5. Cấm leo trèo lên đường dây điện hoặc đột nhập vào trạm biến áp. 6. Không thả diều, đá bóng gần đường dây điện, trạm biến áp. 7. Không bắn chim đậu trên đường dây điện, không tung ném bất kỳ vật gì lên đường dây điện hoặc chạm vào biến áp. 8. Không buộc trâu, bò vào cột điện hoặc cạnh trạm biến áp, không được lợi dụng cột điện để làm nhà ở hoặc làm lều lán bán quán. 9. Khi thấy cột điện đổ, dây điện đứt rơi xuống đất, cây đổ đè lên đường dây điện, trạm biến áp, không ai được ai đến gần để đề phòng bị điện giật, đồng thời phải báo ngay cho Điện lực Thuận Thành để biết có biện pháp xử lý kịp thời. 10. Khi xây dựng công trình nhà ở gần đường dây dẫn điện, trạm biến áp, không được vi phạm khoảng cách an toàn, đề phòng chạm chập, phóng điện gây tai nạn. 11. Không lắp đặt anten TV gần đường dây, trạm điện, vì anten có thể đổ vào đường dây, trạm điện, gây chạm chập, đứt dây, phóng điện rất nguy hiểm, làm chết người đang tháo lắp anten. Nhằm bảo vệ tính mạng và tài sản các cá nhân, gia đình và tổ chức, mọi người hãy hết sức cẩn thận trong việc sử dụng điện, không nên coi thường tính chất nguy hiểm và tác hại của nguồn điện. Hãy thực hiện tốt các điều cơ bản trên để đề phòng tai nạn điện, hỏa hoạn đáng tiếc có thể xảy ra. Số điện thoại liên hệ 24/24 giờ 0222-6-288-488 hoặc qua số điện thoại tổng đài 1900-6769. Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã được đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 2 dây chuyền đồng bộ, công suất 7,5 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền, trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó, chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt, sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội,
giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin, xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình. Alo, chị Hoa, sao hôm nay rồng lại gọi cho tôm thế này? Tuấn à, chị muốn nhờ em tư vấn lại đây. Dạo này đất khu công nghiệp hot quá, báo chí đăng tin giá đất mấy khu này tăng suốt ngày. Đợt trước em rủ mua cùng mà chị đắn đo, giờ thấy tiếc quá, không biết mua bây giờ còn được không em? Có tiền thì mua sớm đi chị, có luôn dự án hot cho chị đây. Dự án nào thế em? Dự án Sing Garden của chủ đầu tư Singland. Vợ chồng em tính mua thêm một lô nữa để mở cửa hàng kinh doanh. Dự án nằm ngay tuyến đường huyết mạch, nối liền 3 khu công nghiệp lớn, sát ngay khu dân cư đông đúc, rất tiện kinh doanh, để ở hoặc là cho thuê. Ôi, hay quá, thế em có thông tin gì về giá không? Dự án sắp mở bán trong tháng 6, giá quá tốt, chỉ từ 1,9 tỷ một lô, bàn giao xây hoàn thiện mặt ngoài, lại đang có chính sách chiết khấu 2% khi thanh toán sớm. Chưa hết, chủ đầu tư Singland còn có chính sách thuê lại, lợi nhuận cam kết lên tới 10% một năm nữa chị ạ. Nghe hấp dẫn thật đấy, cuối tuần này chị xuống Bắc Ninh, em dẫn chị đi xem trực tiếp dự án, rồi chị em mình chốt luôn nhé. Ok, nhất trí luôn, chị em mình về làm hàng xóm thì con gì bằng. Sinh Garden, cộng đồng văn minh, sinh khí phát tài. Hotline 0902 498 355. Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình thời sự của Đài Phát thanh huyện Thuận Thành. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt. Truy cập website www.radiovietnam.com.vn để biết thêm chi tiết.